Ok, chào các bác. Nay mình sẽ hướng dẫn các bác dán đề can cái mấy cái thứ của V20 này, cái nắp lưng này, hai cái nắp nhựa này. Dán cái nắp lưng trước nhé. Nắp lưng này thì dán dễ thôi, cho các bác nào cũng biết dán. Mình đo cái miếng đề can cho nó bằng cái lắp lưng là được. Nó chừng bằng là được. Chừng này là được, vừa thôi, tiết kiệm, tại miếng mình còn tí nữa thôi để dán mấy kia. Rồi lột ra thôi. Dán ra thôi. Đặt lắp lưng này vào thôi. Cái này thì dễ. Rồi đặt kiểu gì cũng được. Không vào lắm. Đó. Đó, từ từ mình biết lên cho nó không bị cái bọt khí ở trong là được. Vuốt lên theo cái vuông vuông này. Cứ vuốt cho nó kín là được, cho nó ôm là được. Rồi, dao cắt thôi. Các cái phần cạnh trên dưới trước. Dao cùi vào đó. Thank you.
các phần dưới. Rồi, dần cắt những phần thẳng. Những cái phần khoét thì để cắt sau. Cái phần thẳng trước. Các bác nhớ biết cái bốn cái góc này, nó hay ở bốn cái góc này. Giờ này cũ rồi, hay là khác. Rồi, giờ mình khoét những cái lỗ này. Cái dao này làm rất dễ nhá, nó nhọn đấy. Rồi cái này. Các bác có thể cắt cái dao tem này ra, nó nhỏ như này, quét cũng dễ.
chỗ này nó hơi cong này, chỗ góc này hơi cong cong tí. Rồi, đặt cái trong này thì dễ thôi. Ok. Ok em. Rồi, cắt thế này cho nó dễ thôi chứ bữa nào cắt tay cắt một phát là được luôn. Này màu đen quay nó khó nhìn. Đây có cái bong bóng nào vuốt nó xuống nào. Vuốt được thì chắc có lỗi. Hết. Các bác để móng tay này vuốt cho nó dính vào. Dán xong cái lắp lưng rồi, nhìn chỗ này bị bọt. Rồi, dán xong cái lắp lưng rồi nha. Rồi, tiếp theo sẽ dán cái hai cái lắp nhựa kia. Ok.